Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa sạc pin Vega model VS120. Được trang bị với bát súp 30, trung âm và quả check can trên cặp loa với công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 500W và độ nhạy cao 97 dB. Phong cách chơi đa thể loại nhạc đã quá nổi tiếng và kết hợp với karaoke cho những không gian phòng khách cực kỳ là tuyệt vời. Cho cặp loa được sưu tầm và tuyển chọn hàng New Core ở tại Mỹ. Chúng ta thấy được rằng nó còn nguyên cả hai cái thùng loa phía hai bên, cho cặp loa còn thơm phức mùi gỗ đến từ Mỹ. Đây là một trong những cặp loa giá trị đích thực, rất hiếm khi mà tôi, như quan điểm tôi luôn chia sẻ với anh em rằng, khi mà chúng ta đầu tư một trong những món đồ audio hay bất kỳ một món đồ nào khác, thì chúng ta sưu tầm được những thiết bị giá trị và đẳng cấp như thế này thì nó sẽ xứng đáng, hay còn nói cách khác rằng nó xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiết kiệm vất vả làm lụng để đầu tư mua sắm cho mình những thiết bị audio giải trí. Với tiêu chí trên kênh của Toàn Audio Nam Định, chúng ta đã thấy rõ, tôi luôn mang tới cho quý vị cơ hội tham khảo và trải nghiệm những tuyệt phẩm audio hoàn toàn không thể mới hơn cũng như không thể đẹp hơn, với giá trị đích thực trên từng cm. Với cấu hình này thì chắc chắn chúng ta sơ bộ thì quý vị đã rõ. Chúng ta cùng lưu lưu thưởng thức một vài giai điệu quen thuộc và sau đó chúng ta cùng ngắm nhìn với cặp loa hàng New Core tại Mỹ. Đó, chưa qua sử dụng một chút nào tại Mỹ chứ chưa nói gì ở Việt Nam. Luôn so sánh với những cặp loa thì có những cặp loa thì tôi lưu ý với quý vị rằng đã hết tuổi sử dụng, và có lẽ rằng đã đến lúc vứt đi nhưng vẫn gọi là loa bãi và cũng vẫn được bán giá tiền xem nhau rẻ hơn một đôi chút. Nhưng có những cặp loa mới còn nguyên thùng như thế này cũng gọi là loa bãi. Và chúng ta sẽ lựa chọn gì? Câu hỏi nằm trước máy quay, mời anh em cùng khám phá. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV, nghe cái gì cũng về với những cặp loa rất là tuyệt vời này. Lắng nghe mức độ thể hiện cực kỳ là phê hai cái lỗ tai, nghe thì đã muốn hát liền luôn rồi, bảo sao mà luôn được ưa chuộng và săn tìm với tầm tiền không bị thuốc giá và cũng không bị đắt đỏ, thì đây là một trong những cặp loa rất là đáng chơi và đáng sưu tầm cho thương hiệu nổi tiếng sạc pin Vega VS120 đến từ USA. Mạnh mẽ, uy lực như sấm, về nòi hai cái lỗ tai. Ta thấy được rằng sự thể hiện ngọt ngào và chân thực rất là cuốn hút cho sạc pin Vega VS120 nguyên thùng xốp phía bên hông.
Đó, chúng ta cùng ngắm nhìn hai cái thùng xốp cho nó phê cái đã. Savin Vega Series VS120. Đó. Ở đây ghi gì ạ? Logo của Savin Vega đây, chính cống đây rồi. Và tiếp theo thì ghi gì ạ? Có xuất xứ này, Made in USA. À, quý vị đọc đi ạ. Rồi cái thùng giấy thì khai sinh lâu lâu là cái màu của nó thì nó tươi tối xuống rồi, bạc bạc rồi. Và tôi còn thấy trên thùng nó ghi chữ VIP, chắc là rất là VIP rồi. Phê thế này thì không thể gọi là không VIP rồi. Đây, VS120 Series Number này. Đó, cả series giấy này. Chất không ạ? Đó, mấy ông Tây, ông Mỹ còn ghi cả ký vào đây cái gì đấy ạ? Đó, VS, đó, VIP. Chữ vàng chóe, VS120. Phê lắm rồi. Nghe thì phê rồi, không bàn rồi. Đó, chúng ta ngắm tiếp này. Bên cái thùng bên này cũng vậy luôn. Đó. Toàn thấy dán chữ VIP vào đây rồi, chắc là quý vị hiểu được tiếng nôm hay tiếng nóng này là đơn giản là phê. Đó. Nguyên cái thùng này. Nè, Seri number, ông nào thích Seri dán nguyên cả thùng luôn. VS120. Machine USA, Savin Vega. Quý vị đừng hỏi tôi rằng đẹp không hay mới không nữa. Chấm hết. Với cấu hình của cặp loa thì chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm trước máy quay. Có lẽ rằng từ trẻ trâu thì cũng đã biết tới thương hiệu rất là nổi tiếng này rồi. Nó rất là hay, trong phân khúc tầm giá thì hơn cặp Bose 301 ở Series 3 mấy triệu thôi. Nhưng mà quý vị lưu ý rằng nó đánh gấp nhiều cặp Bose ạ. Lực đánh của nó là khủng khiếp, đánh như sấm luôn. Quý vị nghe rồi thì chắc không lạ lẫm gì uy lực của Savin Vega, nhất là những lời hàng ngoài đến từ Mỹ này. Đó. Tôi đang phối ghép và cùng với đẩy vang bích này. Niu niu mở cho nhỏ thì quý vị cùng nghe nhé. Với phần thùng gỗ rất là đẹp. Đó, chúng ta quan sát vân gỗ này, đẹp mịn màng cho cặp loa Savin Vega. Cao 82, ngang của nó là 42 và sâu 38. Công suất trung bình 500W trên 8 ohm và độ nhạy 97 dB. Đó, thông số chỉ vẹn vẹn có vậy thôi, nhưng nó sẽ rất là phê. Nhỏ cái volume một tí. Rồi. Rồi, chúng ta cùng ngắm. Đẹp, mịn mà. Với trang bị một bát siêu trầm 30 xương đúc gân cao su zin của hãng, đỏ chót luôn này. Đó, gân này dùng 10 năm nữa không phải thay đâu ạ. Cứ thoải mái đánh tẹt bô đi. Bát 30 siêu trầm, ống hơi to khủng phía sau lưng. Một trung âm 14, gân xếp tẩm dầu. Đó, đường kính trong quý vị nha, còn miệng của nó là 16, một chiếc kèn. Savin Vega Series VS120 đến từ Made in USA. Đó, quý vị ngắm miệng. Sau lưng này, thùng này. Đó, nó là hàng new kho Mỹ thôi, nó trưng bày nó chưa dùng đâu, nên là quý vị đừng hỏi. Zin tới từng cọng lông. Đó, sau đó, Series dán ta nả đằng sau lưng. Đẹp không ạ? Với mỗi thùng loa thì trang bị hai cái ống hơi phi 100 về dưới chân, bởi vậy uy lực của trầm đánh rất là mạnh. Ở đây chúng ta thấy rằng ngoài cái logo 3D của nó, Savin Vega màu tím rất là đẹp này. Đó, Series VS120 đến từ USA. Hàng nói Mỹ quý vị nha, không phải một số model nó sản xuất Taiwan hay là Philippines thì không tính tiền đâu ạ. Đó. Đâu đâu thì cũng thấy Made in USA luôn này. Đây là cái cầu chì này, chúng ta có thể rút cái cầu chì này ra. Nếu như đây là cầu chì bảo vệ cho chiếc này. Đó, karaoke hát hò đánh lớn nó chết thì quý vị rút ra, nó rất là chặt. Tôi một tay tôi cầm cái điện thoại tôi không rút cả. Đó. Đó. Mở cái này ra. Đẹp không ạ? Nhìn vân gỗ này mê hồn luôn. Tiền thì ít, thơm rất là thơm. Khi nào tôi đang ngồi gần cái thùng loa này, mùi gỗ của nó thì đánh nó toát ra thơm phức luôn ạ. Quá đã. Đó, mở to thì nữa nghe neng keng cho nó phê. Quý vị nghe chung đánh này, keng keng, phê không ạ? Vác rồi nhìn người luôn. Như vậy quý vị sẽ chọn gì để nói rằng ở phân khúc tầm giá dưới 20 triệu đồng cho cặp loa còn nguyên thùng xốp? Bốt biết làm gì cho nó đắt nòi mắt. 15 triệu bạc cặp 301 Series 3. Cháu chắc của xe Queen này chưa nổi. Đó, giờ là cái máy quay của tôi nó bị
nó bị nồm ẩm và nó bị mờ cái điện thoại, nó bị mờ cái mắt camera, nên quý vị thông cảm vậy. Đây, xử lý lại. Đây là do máy quý vị nha, còn vừa nãy nó rất là nét. Như vậy chúng ta sơ bộ quý vị đã rõ được cấu hình của sạc pin Vega VS120 đến từ USA. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách rất ngọt ngào. Bỏ xa bốt ở phân khúc tầm giá hoàn toàn không có cửa để so đọ và đỡ tốn kém tiền phối ghép cũng như không phải cần để súp và trầm. Một cặp loa xứng đáng đầu tư và sưu tập. Xin chân thành cảm ơn.